Bên này đẹp lắm được không ạ? Cho chị mượn gương không xem. Nhìn so sánh hai bên nhé, bên này mình làm rồi này. Bên này căn mà nó sáng, nó bóng nhỉ, da nó bóng ra, bên này thì da vẫn đang trùng này. Đúng rồi, bởi vì da của cô là sáng sẵn đấy, khi mà cô căng ra thì đương nhiên là nó sẽ đẹp hơn. Nhưng mà bên này cô thấy, nhưng mà nếu mà tí căng lên thì bên này nó có căng được như là bằng cân bên bên này không? Có, nghĩa là lát nữa mình làm bên này nó sẽ cân với bên này. Thế còn hiện tại mình mới làm cùng một bên thôi. Mình thấy rằng là cái mặt nó không bị nặng, mà căng chỉ đấy nó không bị nặng. Đúng rồi. Đấy. Nó vẫn như bình thường, nhưng nó chỉ có cái là vì nó căng cho nên là mình chưa quen. Nó đang căng cho mình chưa quen, thế là có thể nói thì nó hơi bị điệu điệu tí vì nó chưa hơi quen. Hơi sập sập đúng không ạ? Thế thôi, chứ còn thì nói chung là mình thấy rất là ổn lắm. Vâng. Chắc chắn là sau khi căng xong cái phần bên này thì Hương Dung sẽ trẻ ra được mấy tuổi nhỉ? Cái 18 cô ạ. Từ 18 tuổi. Vâng. Và rất là mong là lát nữa bác sĩ sẽ thực hiện tiếp cái nửa còn lại để cho khuôn mặt Hương Dung sẽ cân hơn. Như quý vị có thể thấy rằng đây là hình ảnh trước khi sử dụng dịch vụ căng chỉ của cô Hương Dung. Chúng ta đều thấy rằng tất cả các nếp nhăn ở vùng trán, khóe mắt, rãnh cười rất là rõ ràng, và vùng da chảy xệ thì cũng rất là rõ ràng luôn. Và không biết bây giờ sau khi mà sử dụng xong dịch vụ căng chỉ thì cô Hương Dung có một sự thay đổi như thế nào? Xin mời quý vị sẽ cùng theo dõi. Đây, chúng ta có thể theo dõi rằng là một diện mạo cũng khá là trẻ trung, và đặc biệt hơn là da đã căng bóng hơn rất là nhiều. Đây, như vừa rồi chúng ta theo dõi là ở vùng mắt này, vùng rãnh cười này và vùng trán có rất nhiều nếp nhăn. Tuy nhiên thì bây giờ đã có một sự thay đổi rất là rõ rệt rồi. Cô ơi, bây giờ mình cảm thấy thế nào ạ? Đầu tiên thì rất là hồi hộp. Thế sau được một nửa rồi thì là bớt hồi hộp được một chút. Và bây giờ thì hồi hộp thật, nhưng mình chưa soi đâu. Chưa soi để dành một chút nữa để xem nào. Bất ngờ để dành. Giống như kiểu bịt mắt mất dê. Nó bịt mắt ra mở. Ôi dồi ôi, chết tôi giời ạ. Bây giờ tôi lại bắt đèn bác sĩ. Cô bắt đèn bác sĩ đấy. Bởi vì là nếu như mà nó cứ như thế này thì chắc là nguy hiểm. Mọi người đang gọi mình cô, xong chuyển sang mình bằng chị mất rồi nhỉ. Chết ta. Công nhận là phải nói là kỳ diệu. Đôi bàn tay mà cô thấy có ưng ý không? Rất là ưng, nhất là sau một vài ngày nó lại còn căng nữa thì lại còn ưng nữa. Cảm ơn bác sĩ rất là nhiều, cảm ơn toàn bộ đội ngũ nhân viên của thẩm mỹ quốc tế Bali đã làm cho Hương Dung trẻ lại rất là nhiều, ngoài sức tưởng tượng. Sau đây là cô có thể ra về cô sinh hoạt bình thường đấy, không phải nghỉ dưỡng, không phải hoãn bất kỳ một lịch quay nào của cô ấy. Thế là sướng nhất, đấy là cái điều kỳ diệu nhất. Cảm ơn chào. Dạ. Thế còn các cái hoạt động khác, ví dụ mà mình tác động vào da ấy, mình skin care hàng ngày, rửa mặt rồi tất cả mọi thứ thì có cần phải lưu ý gì đặc biệt hay không? Nghĩa là vì cái căng chỉ là mình sẽ luôn cái sợi chỉ ở bên sâu ở bên dưới da. Được. Cho nên là những cái gì mà cô có thể làm ở trên bề mặt thì không ảnh hưởng gì hết. Được. Nhưng mà chỉ có lưu ý một chút, hoặc cô lưu ý giúp cháu nhé, là mình đừng làm cái gì mạnh quá để ảnh hưởng tới cái sợi chỉ bên dưới. Trong cái thời gian đầu thôi, bởi vì là khi mà mình vừa mới đưa cái sợi chỉ vào thì chắc chắn là nó sẽ chưa ổn định được. Đấy, cô cứ cố gắng giúp cháu rửa mặt thời gian đầu xong mình thấm thôi chứ mình nhẹ. Đúng rồi. Còn skin care rồi cứ bôi kem dưỡng, bôi kem chống nắng thì ở trên bề mặt này không ảnh hưởng gì hết. Dạ vâng. Mà bôi cũng lượng tóc rất là nhẹ chứ mình không nên làm mạnh. Vâng, đúng rồi. Dạ vâng. Và sau này nếu mà cô cảm thấy là có vấn đề gì thì cô cứ quay lại thẩm mỹ quốc tế Bali. Đấy, và chúng con sẽ thăm khám cho cô rất là kỹ càng. Dạ. Khán giả thì bao giờ cũng ngoài mong muốn diễn viên đẹp, thần tượng của mình đẹp thì cũng muốn là ước gì mình cũng được như thần tượng của mình. Chẳng cần phải ước đâu ạ. Ngày xưa thì còn ước, chứ bây giờ thì khi ta cần là có, khi ta muốn là được. Và các bạn hãy đến với thẩm mỹ quốc tế Bali ở 463 Kim Mã, gần cái chỗ vòng xoay ấy, gần chỗ vòng xoay của Kim Mã với lại Nguyễn Chí Thanh nhá. Không phải đi tìm đâu xa đâu, rất là rõ, cái tòa nhà rất là cao, nhìn thấy chữ rất là rõ. Các bạn đến đây và sẽ được tiếp đón với một cái tinh thần rất là thoải mái, và được đội ngũ nhân viên rất là nhiệt tình này, rất xinh đẹp lắm. Tôi thật sự là tôi ngưỡng mộ các bạn, rất là đẹp. Và cái không gian rất là thoáng, các cái trang thiết bị nó rất là gần gũi với bản thân mình, và như gia đình ấy, đến đây nó rất là gần gũi, nó không có cái gì, có sự cách biệt như kiểu bệnh viện đâu, không có cái đó. Thế phải yên tâm, đến đây sẽ đẹp, và bước vào cửa khác, và khi bước chân ra khỏi cửa đã khác hoàn toàn rồi.